Anh giúp em đi mà. Anh giúp em đi. Anh Hùng. Anh giúp em đi. À, đi đâu về đấy? Sao thế? Ai? Có chuyện gì? Mày đi ra ha. Cái thằng này. Có chuyện gì thì nói ra xem nào. Làm sao? Nói đi. Chị Đông chính thức yêu anh Vinh. Em biết cơ hội rồi. Uống đi. Anh bật nước nóng rồi đấy. Tắm cái cho thoải mái. Thực ra anh rất muốn em với cái Đông thành một đôi. Vậy thì anh giúp em đi. Em chỉ cần anh giúp đúng điều này thôi. Rất muốn vun vào cho hai đứa. Nhưng mà hôm trước anh đã nói chuyện với cái Đông. Em biết đấy. Chuyện tình cảm anh lúc nào cũng nói là anh lo cho em, anh thương em. Thế mà điều em cần nhất anh lại không giúp được à? Anh giúp em đi mà. Anh giúp em đi. Anh Hùng. Anh giúp em đi. Em bị cảm cúm rồi đấy. Chờ thì anh đi mua thuốc cho. Em không cần đâu. Nếu mà mệt quá thì xin nghỉ làm một hôm. Em không sao. Ăn uống đầy đủ nhá. Cái thằng kia làm sao ấy? Hôm nay tao đã nấu mì rủ ăn cùng mà nó không nói không rằng một câu nào. Mặt thì sưng lên. Tâm trạng nó đang không tốt. Mày đừng có gây sự với nó. Ai làm gì mà gây sự? Mà làm sao mà tâm trạng? Tưởng tối qua hẹn hò em Đông đi chơi riêng rồi cơ mà. Nó có hẹn. Nhưng mà cái Đông lại có hẹn với ông Vinh. Khổ thế. Thằng em mình lại đi theo. Sao? Tèo Văn Dụng. Mày nói phát tao hiểu luôn. Cái trí tưởng tượng của tao nó phong phú lắm. Tao cá với mày nhá. Cái tình huống tối qua ấy, phim màn nó phải gọi bằng cu. Nó đã nhìn thấy những cái điều mà không nên thấy một chút nào cả. Ngu lắm Dũng ơi. Em ơi là em ơi. Xong rồi. Nó nhờ tao đây, Thuyền. Nó với cái Đông. Con bé yêu của tao mất rồi thì tao làm sao mà tao giúp được.
tao sắp làm anh, nên tao hiểu tâm trạng của một thằng đang làm anh như mày. Tao nói thật với mày nhá, tao mà là cái Đông phải chọn giữa thằng Dũng và quả quả tổng tài Vinh ấy, thì chắc chắn là tao sẽ chọn một người đàn ông bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, răng trắng không cưỡng được. Nhiều tiền mà không đàng hoàng thì cũng vứt. Sao mày biết người ta sống không đàng hoàng hả? Mà rõ ràng là trước kia nhá, hai anh em nhà mày khen người ta khen lên khen xuống, khen đứng khen ngồi, mà hình như mày khen thằng Dũng còn khóc cơ. Vì lúc đó tao chưa hiểu hết người ta. Này, mày đừng vì bênh em mà nói xấu đối thủ hộ nó nhá. Như thế là chơi không đẹp, nhỏ nhen, sửa đi mà làm người.